hàng hải cầu sinh chiến nương toàn dân lãnh chúa tranh bá toàn dân xuyên qua biển kho báu mở ra thời đại tranh bá hàng hải dịp thiên thần bắt đầu thức tỉnh chí tôn thiên phú có thể vô hạn thăng cấp vô hạn tiến hóa bằng vào này thiên phú cho dù là phế vật nhất thuyền dịp thiên thần cũng có thể đem nó tiến hóa thành vô địch chiến hạm khi người khác còn đang gian nan cầu sinh dịp thiên thần dĩ nhiên ông chiến nương trải qua cuộc sống không xấu hổ không nóng nảy khi người khác thật vất vả chiếm lĩnh tòa thứ nhất hòn đảo, dịp thiên thần dưới trướng lại là ruộng tốt vô số, nhân khẩu phá trăm triệu. Khi người khác đem hết toàn lực mới thành lập lên quốc gia, dịp thiên thần sớm đã tiến hóa ra hạm đội vô địch, rong ruổi ở biển sao. Chương 1 Tạo hóa thần hạm Bạn đang nghe tại truyện chấm audio Đã có lỗi xảy ra trong quá trình lấy tét. Chương 2 Ma năng pháo hạm bạn đang nghe tại truyện chấm audio. Đã có lỗi xảy ra trong quá trình lấy tét. Chương 3 Đại pháo mở này quanh mẹ hắn. Bạn đang nghe tại truyện chấm audio. Đã có lỗi xảy ra trong quá trình lấy tét. Chương 4 Thuyền tái hình nhân miệng kiến trúc. Bạn đang nghe tại truyện chấm audio. Đã có lỗi xảy ra trong quá trình lấy tét. Chương 5 E hướng về vô địch bạn đang nghe tại truyện chấm audio. Đã có lỗi xảy ra trong quá trình lấy test. Chương 6 Trong biển Pokemon Bạn đang nghe tại truyện chấm audio. Đã có lỗi xảy ra trong quá trình lấy test. Chương 7 Nhị giai thuyền trưởng bạn đang nghe tại truyện chấm audio. Đã có lỗi xảy ra trong quá trình lấy test. Chương 8 Đặc thù chiến đấu bạn đang nghe tại truyện chấm audio. Đã có lỗi xảy ra trong quá trình lấy tét. Chương 9 Trên biển ngẫu nhiên gặp. Bạn đang nghe tại truyện chấm audio. Đã có lỗi xảy ra trong quá trình lấy tét. Chương 10 Hoa hồng lộc công quốc. Bạn đang nghe tại truyện chấm audio. Đã có lỗi xảy ra trong quá trình lấy tét.